ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 2, nhiều tấn hàng rau củ quả sạch ủng hộ bà con vùng dịch đã được tập kết về đường Giải Phóng, Hà Nội để phục vụ người dân vào sáng đầu tuần. Không quản đêm muộn, nhiều người dân đã tới mua và phụ giúp việc vận chuyển hàng hóa. Cụ thể, ngay trong đêm, những xe tải trọng tải lớn với đầy ắp hàng hóa đã về đến Hà Nội. Hàng chục tấn rau củ quả từ Hải Dương đã được tập kết về đường Giải Phóng, Hà Nội. Rất đông người dân đứng chờ và hỗ trợ tài xế vận chuyển rau củ xuống khỏi xe. Những túi cà rốt sạch được xếp sẵn, chờ bày bán cho bà con thủ đô vào sáng đầu tuần. Nông sản chủ yếu bao gồm cà chua, cà rốt, su hào, bắp cải. Số rau này sẽ nhanh chóng được mua hết với sự chung tay của người dân Hà Nội. Có thể thấy đây là hoạt động tiêu thụ nông sản sạch hỗ trợ cho bà con vùng dịch Hải Dương. Những bịch cà chua được bọc trong túi cẩn thận. Tài xế, phụ xe và cả những người mua hàng chung tay vận chuyển hàng xuống. Từ chập tối tới 22 giờ đêm, nhiều người đi xe qua để hỏi thông tin mua hàng tại đây. Biết thông tin là hàng đang trên đường về nên mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa để giúp cho bà con vùng dịch Hải Dương khắc phục phần nào thiệt hại về kinh tế.